giải thích việc đãi khách trái với thế tục. Hỏi: thân thuộc đến chơi nhà, cơm rau không đủ làm vui. Bạn hiền cùng bàn luận, món ngon mới đủ thành lễ. Nay vì thương những con vật mà bỏ việc đãi đằng, phải chăng thật không đúng lẽ thương? Đáp: bạn bè thân thuộc nếu là người hiền thiện, ắt sẽ vui khi thấy ta không làm việc giết hại, ắt sẽ không trách ta khinh thường họ. Nếu người nào vì việc ấy mà trách ta khinh thường họ, ắt chỉ là hạng tiểu nhân, tham miếng ăn ngon vào miệng, ta khinh thường họ cũng là chuyện tất nhiên. Bất chấp tội lỗi nặng nề, chỉ để phục vụ miếng ăn vào miệng người khác, tôi quyết không làm. Hỏi: việc bày tiệc đãi khách cũng quan hệ đến lễ nghi, thức ăn sơ sài quá, liệu có đúng lễ không? Đáp: Khổng Tử có nói, theo lễ mà xa xỉ quá, chẳng bằng tiết kiệm. Ăn uống xa xỉ dư thừa là điều người có lòng nhân không thể làm. Làm người mà không có lòng nhân, giữ theo lễ có ích gì? Hỏi: người đời tranh nhau bày yến tiệc xa xỉ, tôi thấy đã quen thành thói tục. Dù có muốn thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, nhưng chỉ đơn độc cô thế, không người tán trợ, biết làm thế nào? Đáp: dù không có khả năng thay đổi thói tục của người đời, lẽ nào lại không có khả năng thay đổi hoàn thiện chính mình? Khắp cõi đời này, dù uế trượt, ta cũng phải giữ mình trong sạch. Hết thảy mọi người, dù say sưa, ta cũng phải giữ mình tỉnh táo. Như vậy mới đáng gọi là bậc trượng phu dũng mãnh, cương nghị. Nếu cũng tùy theo thế tục buông xuôi, thuận dòng với kẻ khác mà xem là chánh đạo, ấy chỉ là phong cách yếu hèn. Hỏi: khách đến nhà mà đặc biệt giết hại để chiêu đãi, việc ấy tất nhiên phải tránh. Nhưng nếu người thân hoặc bạn bè bất ngờ đến chơi, không kịp mua sắm các thứ nơi chợ búa thì làm sao? Đáp: nếu đã giữ trai giới, không giết hại, ắt trong nhà phải sớm lo chuẩn bị những thứ dùng đãi khách. Một khi khách đến mà vì lo sợ tiếp đón không đủ lễ nên nghĩ đến việc buộc phải giết hại, đều là do lúc bình thường vốn đã xem thường sinh mạng loài vật. Thiền sư Nguyện Vân có kệ rằng: trăm ngàn năm qua mỗi bát canh, oán sâu như biển, hận như thành. Muốn biết vì sao đau binh khổ, hãy nhìn lò mổ lúc sang canh. Người đãi khách nên viết bài thơ này đặt phía trên chỗ ngồi của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.